Rồi, chào tất cả anh em nha. Mình là Bảo đây. Ngày hôm nay mình sẽ quay tốp gà đang lên chế độ của bên trại mình ha. Hôm nay dẫn mấy em nó xuống ruộng luôn nha anh em. Cho nó bươi vào rồi thoải mái đi. Cho nó giãn gân giãn cốt rồi nữa. Phơi nắng cho nó lông lá mới mẻ, tắm nó nữa nha anh em. Trong cái lúc tắm á, em quay không được nha anh em. Tại vì quay sẽ bị dính bẩn quyền liền, vi phạm quy tắc cộng đồng. Cho nên là không thể ẵm con gà trên đây được ha. Sáng sớm tắm rửa xong phơi nắng vậy nè anh em. Phơi nắng để chút chừng nào con nào hả họng mới đem vô ha. Đó, bây giờ mình đi một vòng đi. Xem từng con ha. Chăm sóc sổ năm bảy mặt đồ rồi mới vô chế độ. Rồi mới tới tay anh em được ha. Gà ẩm lên, em thích nhất là con gà ẩm lên vô tay một cục. Với lại dày gà lên. Không có để mà anh em chê con gà ốm tay được, nhất quyết là không có để được ha. Chuyện đó em rất là kỹ. Thì anh em muốn tuyển gà thì cứ điện thoại gặp mình. Có mình báo có, còn không mình báo không. Mình nói nhiều khi có anh em muốn bắt gà mình chơi, hỏi gà bán giá sao thì em cũng nói luôn. Tầm trung á thì ba dít ba cũ anh em, còn loại một á, hàng tiễn hàng giỏi á là năm cũ nha anh em. Em giao 3-5 thôi xong rồi. Em dễ lắm, con nào nói được là được, con nào nói không là không, thấy không? Thì bên em làm ăn chủ yếu là uy tín thôi anh em. Một con gà không tới đâu mà có thể làm mất uy tín em là không được. Gà bên mình á, mình bao đổi trả cho anh em 7-10 ngày nha anh em. Con gà mà nó bị hư hao gì á, hoặc là nó không ăn, nó bệnh tật gì đó, anh em báo mình, đặng mình tìm cách để mình đổi lại con khác, hoặc là mình đền tiền lại cho anh em ha. Không có gì đâu. Đó, ngày hôm nay có một số lời muốn tâm sự anh em á. Anh em muốn tuyển gà cứ gọi thẳng gặp mình đi, cho anh dễ ha. Số điện thoại mình để trên màn hình á, lúc nào mình cũng cái máy được hết á. Còn nhiều khi Zalo mà anh em kết bạn không được á, thì anh em qua gọi thẳng số điện thoại đi, rồi mình trả lời liền ha. Chứ nhiều khi Zalo em bận quá nè, với lại cái lượng kết bạn nó đông quá đó, rồi mình tiếp cận với anh em không được á. Anh em nhiều khi kết bạn đi, rồi tham khảo nút sổ với Zalo. Còn không kết bạn được thì điện thẳng đi, kiếm là tiện thì em rep liền ha. Cảm ơn anh em. Chúc anh em một ngày mới thành công hơn trong cuộc sống ha. Ngày hôm nay tới đây thôi. Sáng cho ăn gà, cho phơi nắng tắm rửa rồi xong, rồi mình cho ăn rồi mới phơi nắng nha anh em. Xong rồi dục một con một khúc chuối rồi hết. Mới cho ngon lành, cho nó mau đầy tay nè, đến với anh em ha. Rồi tạm biệt anh em.